Xin chào tất cả các bạn, mình là thầy Tuệ Minh Nguyễn Tuấn Cường đến từ Học viện Phong thủy Minh Việt. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục đến với các bạn cái bài học tiếp theo của bộ môn kinh dịch. Trong cái bài học này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luận một cái quẻ thực tế mà mình đã luận cho một người bạn mới quen. Người bạn đó trước đó mình chưa biết và sau này mình mới quen, mình lần đầu gặp mặt và nhờ luận dung cho mình một quẻ, luận dung cho bạn đó một quẻ. Thì cái quẻ này hỏi về công danh và một quẻ là thực tế mình đã đặt trong cái giáo trình đó, thì các bạn có thể mở ra giáo trình ra xem. Thì các bạn hãy mở cái giáo trình kinh dịch lục hào sơ cấp của mình trang 145-146 ví dụ 8, phần luận về công danh. Các bạn lưu ý rằng là cái ví dụ này là một ví dụ thực tế và mình đã khai thác được khá nhiều cái thông tin hay của quẻ, do đó mình xin phép được tách cái ví dụ này làm hai cái video riêng biệt để cho các video không quá dài, để cho các bạn tiện có thể theo dõi hơn. Vì vậy ngày hôm nay mình sẽ post cái phần đầu tiên của cái ví dụ này và cái phần tiếp theo mình sẽ post vào cái buổi tiếp theo để cho các bạn theo dõi kỹ hơn và đầy đủ hơn, chi tiết hơn những cái thông tin mà mình đã khai thác được từ quẻ này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào cái quẻ. Nhắc lại với mọi người là chúng ta lật cái ví dụ 8, cái phần mà luận công danh. Bây giờ phần luận công danh ví dụ 8, quyền kinh dịch sơ cấp. Những các bạn nào mà chưa mua cái quyền kinh dịch sơ cấp và quyền kinh dịch trung cấp của mình thì các bạn có thể liên hệ Facebook của mình là Nguyễn Mạnh Cường hoặc là số điện thoại ở phía dưới phần mô tả để các bạn có thể đặt mua sách. Còn những ai có nhu cầu tham gia các cái khóa học của mình cũng có thể liên hệ qua Facebook hoặc là qua cái số điện thoại đó để tham gia các cái khóa học về kinh dịch cũng như khóa học về phong thủy của mình. Khỏe nhé các bạn. Ngày Mậu Thân, tháng Sửu, năm Hợi, tức là nhằm ngày mùng 6 tháng 1 năm 2020 dương lịch. Một người nam hỏi về công danh, hỏi về đường công danh. Được quẻ bát thuần cẩn hỏa hỏa sinh lực quẻ thân cẩn thì đấy sẽ là Thìn Ngọ Thân. Đây sẽ là huynh đệ phụ mẫu từ tôn, huynh đệ đồng. Đây là tài, đây là quan quỷ. Không vong dần, không vong ra quẻ hỏa sơn lực. Quẻ biển là hỏa sơn lực, như vậy là đồng hòa 4. Đây sẽ là dầu mùi tỷ. Dầu sẽ là tử tôn, huynh đệ phụ mẫu. Đây sẽ là câu trần, đăng xà, bạch hổ, tuyên vũ, thanh long và chú tước.
Rồi, chúng ta bắt đầu luận quẻ nhé các bạn. Bởi vì quẻ này cũng khá là nhiều thông tin, thành ra mình sẽ sử dụng cái điện thoại để mình luận luôn cho các bạn. Mình một số thông tin là mình có lưu lại trên cái điện thoại này. Cho nên là mình sẽ dùng cái điện thoại này để mình đọc một vài cái thông tin mà mình đã luận ngày xưa cho bạn đó, để cho các bạn cùng nắm luôn. Thì đương nhiên các bạn thì có sách rồi đúng không ạ? Thì một số cái thông tin mình cũng đã viết trong sách rồi. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy rằng là đây là người nam họ, đúng không ạ? Ra quẻ thân cấn đồng hào 4, ra quẻ này là hỏa sinh lực. Thì đầu tiên nam hỏi và ra quẻ thân cấn, cho nên mình hỏi đây là có phải là người con gái trai ở trong nhà không? Bởi vì quẻ là quẻ thân cấn đúng không? Mà thân cấn thì chúng ta biết rồi, thân cấn là đại diện trong gia đình là con trai út. Do đó mình hỏi luôn, khi mà ngay về ra quẻ là mình hỏi luôn có phải là con trai út trong nhà không? Thì người bạn mình hỏi là chính xác, đây là con trai út trong nhà. Thì đương nhiên thì người bạn này thì mình cũng chưa biết trước, nói là người bạn nhưng mà thực chất là bạn của một người bạn thì đúng hơn. Thì lúc đó là có một người bạn của mình là ở quê vào, thì hẹn gặp nhau ở một cái quán hải sản, đúng không? Thì khi mà mình đến quán hải sản đó thì gặp người bạn này ở đó luôn, tức là người bạn này là bạn của một bạn mình, cho nên là biết về kinh dịch, cho nên là nhờ mình xem một quẻ. Thì trước đó là mình chưa hề biết cái thông tin bất gì của người bạn này hết á, gọi là một người bạn mới hoàn toàn luôn. Rồi thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái hỏi là hỏi về đường công danh đúng không ạ? Hỏi về đường công danh thì đương nhiên là gì? Đương nhiên là cái hào quán quỷ là đường thân chính. Ở đây quán quỷ trì thế luôn, đúng không? Quán quỷ trì thế nó biểu hiện là gì? Biểu hiện là người này cũng đang giữ một cái vị trí, một cái vai trò nào đó nhất định. Đương nhiên nó vì là không vong cho nên là nó không có thực quyền. Các bạn lưu ý nhá. Đầu tiên này, chúng ta sẽ thấy rằng là quán quỷ trì thế hỏi về đường công danh đúng không? Mà quán quỷ trì thế rất là biểu hiện là người đó là có thể đang giữ một cái chức vụ nào đó. Tuy nhiên nó lại bị lấn không vong. Tức là thay vì có, không vong là trở thành không có. Như vậy là gì? Mình đoán là gì? Người này đang không giữ một cái chức vụ nào quan trọng trong công ty. Ngoài ra hào 6 có phải là hào giả cao không? Mình nói rồi, hào 6 là hào trên cùng, là hào giả cao. Cho nên là gì? Nằm ở cái hào giả, không phải hào thật. Do đó từ những cái việc này mình sẽ luận đoán là gì? Cái người này đang giữ một cái vai trò, đang giữ một cái vị trí nào đó nhưng mà không có thực lực, không là không có quyền lực. Có thể là chỉ giữ vai trò giống như gọi là nhân viên nào đó thôi. Và có thể cái việc này bởi vì nó lâm phù màu và lâm chú tước thì có thể liên quan đến chuyện ăn nói một chút xíu. Đó là cái nhận xét đầu tiên. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là hao dân đúng không ạ? Hao dân lắm không vong. Nhưng mà gì? Dân đắm thẳng sửu. Dân đắm thẳng sửu thì có phải là suy không? Đó. Mà dân đắm thẳng sửu suy rồi dân đắm ngày thân là có phải là bị súng không? Hao dân là quán quỷ, lắm không vong là bị ngày súng. Như vậy là khi nào xuất không? Là đó là những thời điểm mà có thể là xấu trong cái đường quán vận của mình. Do đó chúng ta sẽ thấy rằng là những cái năm mà có thể xấu trong đường quan vận có thể là năm dần. Nếu mà năm dần xuất không thì sẽ chính thức sẽ bị xung vào, cho nên là có trình năm dần là sẽ có đường công danh là sẽ có trình sẽ gặp trục trặc. Tiếp tục là những năm mà khắc với cái năm dần này có thể là năm thân và năm dậu đúng không ạ? Năm thân và năm dậu cũng là khắc năm dần này, cho nên đó cũng là những cái thời điểm coi chừng là cũng bị xấu đối với cái đường công danh. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ thấy ở đây là tuất hỏa dậu đúng không ạ? Chúng ta thấy đang có hao tuất đồng hỏa dậu, tức là huynh đệ mà đồng hỏa tử tôn lại lâm huyền vụ. Chúng ta biết rồi, quán quỷ đúng không ạ? Quán quỷ là gì? Quán quỷ là công danh. Tử tôn chính là kỳ thân của quán quỷ, bởi vì tử tôn nó sẽ sắc quán quỷ. Ở đây hao tuất đồng hóa ra tử tôn là hóa ra kỳ thân, do đó mà cái này nó sẽ xấu cho cái đường công danh. Tức là cái này mình cũng nói luôn là một cái trường phái về kinh dịch, tức là đối với cái trường phái về kinh dịch mà cổ phái á, tức là lục hao cổ phái á, thì người ta cho rằng là cái hao biến này nó không tương tác với dục thân, nó chỉ tương tác trở ngược lại đối với hao động chứ không tương tác đối với dùng thân.
Tuy nhiên đối với cái lục hào tấn phái á, thì những người sau này người ta nghiên cứu về lục hào tấn phái thì người ta lại cho rằng là cái hào yến này này nó vẫn có khả năng tương tác trở lại với dương thần. Do đó các bạn cần phải lưu ý hai cái quan điểm, hai cái trường phái khác nhau. Thì đối với mình thì trong rất là nhiều trường hợp thì cái hào yến này nó vẫn tương tác trở lại với dương thần. Do đó ở đây mình vẫn luận là cái hào dầu này nó vẫn trở thành kỳ thân của hào quan quỷ. Do đó nó sẽ ảnh hưởng xấu đến cái đường công danh của người này. Rồi, như vậy đó là cái nhân xét sơ bộ thôi. Quẻ thì gặp quẻ lục xung, đúng không ạ? Quẻ này là gặp quẻ lục xung. Quẻ lục xung thì có nghĩa là gì? Xung là có nghĩa là xung tán. Do đó là đấy cũng là một quẻ không có tốt. Rồi quẻ này là có quẻ lử. Lử là gì? Lử trong từ lử hành. Cho nên là một trong những cái lý do mình đoán là cái người này làm một công việc nó cũng đi nhiều và sử dụng cái miệng lửa nhiều là bởi vì có chú tước có quẻ lửa, rồi tí nữa chúng ta sẽ lấy có dịch mã rồi vân vân, chúng ta sẽ luận thêm cái đó. Trước mắt là chúng ta có vài nhận xét như vậy cái đã. Ở đây này có một điều hết sức đặc biệt là mọi người sẽ thấy rằng là cái hào tí này này, đúng không ạ? Có phải là tí là vượng không, đúng không ạ? Tí trong tháng sửu là nhị hợp, đúng không? Tí là được ngày thân sinh, cho nên là hào tí ở đây rất là vượng. Mọi người sẽ thấy là hào tí là vượng. Tiếp theo là hào tử, tử tôn thân kim. Tử tôn thân kim ở đây có phải là lâm nhật kiến không? Lâm nhật kiến vốn là rất vượng, lại được tháng sửu sinh. Lâm nhật kiến rất là vượng, lại được tháng sửu sinh, cho nên hào tử tốt rất vượng. Như vậy là tài vượng, tử vượng, như vậy là người này là nhà có điều kiện. Bởi vì sao? Tử tôn là gốc của thế tài, nó là cái nguồn sinh ra cho thế tài. Mà ở đây là tài vượng tức là gì? Gia đình cũng là thuộc dạng hiện tại cũng có điều kiện, rồi có tử vượng nó sinh cho tài nữa, thì chứng tỏ là gì? Gia đình này rất là tốt, rất là có điều kiện. Và thực tế ở đây là sau này khi mà luận quẻ xong thì mày được phản hồi ra đấy là con của một đại gia, ở một vùng của một tỉnh. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là sửu này, sửu nó là mồ của thân nhưng mà nó cũng là sinh cho thân này, đúng không? Cho nên nó là cái kho của thân đấy. Rồi tiếp theo ở đây chúng ta sẽ thấy được rằng là mình luận thêm là người vẽ vợ là người vui tính, là người dễ thương vui tính. Và có thể vợ là con đầu trong nhà. Lý do như sau. Đầu tiên là vợ của người này thì mình nhìn là hào tài, đúng không? Vợ mà tài mà lại lấm thanh long, đúng không? Thanh long là chủ gì? Chủ vui vẻ. Rồi thanh long cũng có thể chủ là cũng là tương đối xinh đẹp, đúng không? Rồi nằm ở đất thì ngò màu dầu cũng là thuộc dạng là xinh đẹp nữa, đúng không? Đất tự chỉnh thì ngò màu dầu cũng thuộc dạng xinh đẹp. Cho nên là mình đoán là người vợ này là vui vẻ và có thể là xinh đẹp của duyên. Đương nhiên ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là thân tỷ thiên là đào hoa tài dầu, tỷ dầu sử đào hoa tài ngọ. Rồi tiếp theo ở đây chúng tiếp theo nữa đó là vì sao mình đoán là vợ là con đầu, là bởi vì vợ là năm tại hào năm, đúng không? Hào năm là gì? Hào năm là hào vua, đúng không? Hào vua có nghĩa là người đứng đầu, cho nên là từ cái quẻ này mình phải đoán là vợ có thể là người con đầu trong nhà. Ngoài ra tỷ có phải là năm vị trí đầu tiên của 12 địa chi không? 12 địa chi của mình là gồm tỷ sửu dần mão, thì tỷ là năm đầu tiên của 12 địa chi. Do đó từ hai cái thông tin, một là năm ở tỷ, hai đó là năm ở vị trí hào năm, do đó mình đoán là vợ là con đầu trong nhà, và cái này chính xác luôn ha, vợ là con đầu trong nhà. Rồi có một cái thông tin mà mình đã luận được cái quẻ này đó là có bị sảy, tức là có bị bỏ thai. Chính xác là người này đã có bị bỏ thai với vợ. Và cái thời điểm bỏ thai là trước khi hai người này là gì? Hai người này là gọi là cưới nhau, tức là trước đám cưới, là thời điểm mà hai người này còn mà con quen nhau, con yêu nhau á, thì đã có thai ngoài ý muốn và đã có bỏ thai. Thì cái phần mà bỏ thai và cái phần mà luận về ngoại tình, hôn nhân ngoại tình vân vân, thì mình cũng đã từng nói với mọi người rồi là mình xin phép không có giảng trên YouTube, mà mình sẽ chỉ giảng cho các bạn mà tham gia các cái khóa học của mình thôi. Bởi vì những cái phần này là phần tương đối nhạy cảm, ví dụ như là sảy thai, bỏ thai là nó sẽ liên quan đến phần tâm linh. Còn cái phần mà luận về cái ngoại tình nhá, thì nó sẽ liên quan đến hạnh phúc gia đình. Do đó mà khi mà mình mà dạy công khai trên YouTube mà dạy, đôi lúc các bạn nắm bài mà không có kỹ thì các bạn luận rất là nguy hiểm.
Do đó mà mình xin phép những cái phần này là mình chỉ nói thông tin thôi chứ mình không có luận vì sao ra được như vậy. Để cái này là dành cho các bạn, mà các bạn tham gia các cái khóa học của mình thì lúc đó mình có thời gian nhiều, mình luận quẻ nhiều, mình chỉ dạy nó cặn kẽ hơn, thì lúc đó các bạn sẽ nắm hiểu rõ hơn. Cũng như các cái vấn đề khác thì có nhiều vấn đề mình sẽ chỉ dạy trong các cái khóa học của mình thôi. Thì ở đây như mình nhắc lại các bạn, ở đây là mình đã luận ra chính xác luôn là người này đã từng là có cái thứ nhất là từng là bỏ thai, bỏ thai. Cái thứ hai nữa là cái thời điểm bỏ thai là cái thời điểm là trước khi cưới, tức là bỏ thai với cái chính người vợ này luôn và bỏ thai được cái thời điểm hai người này cưới nhau luôn. Đó là những cái thông tin mà mình đã luận chính xác, mình cũng nói luôn cho các bạn. Rồi, ngoài ra thêm một cái nữa, ở đây là vị trí của cái hào tí này, đúng không? Tí nữa mình sẽ luận thêm, nhưng mà hào tí năm mà hào vua thì chứng tỏ là có chừng cũng đang là gì? Làm quản lý của một cái công ty hay là làm một cái chức vụ quan trọng trong một cái công ty nào đó. Ở đây mình sẽ thấy rằng là tí sửu là nhị hợp này. Đúng không ạ? Tí sửu là nhị hợp, mà có phải là tí là tài không? Tài mà bị nhị hợp. Đúng không ạ? Tài bị nhị hợp tức là tài bị níu chân, bị vướng chân. Nhị hợp là níu chân, vướng chân. Do đó cái thông tin này mình đoán là gì? Người này là gì? Người này là đã cho bạn bè mượn tiền, vay tiền. Đó. Rồi, bởi vì tài người này vướng mà bị nhị hợp tức là bị níu chân. Do đó mà cho người khác vay tiền mượn tiền. Ở trong này chúng ta sẽ thấy rằng là sửu. Đúng không ạ? Sửu là vai trò gì trong quẻ? Ở đây chúng ta thấy rằng là sửu là ngũ hành là thổ. Thì trong cái quẻ này là thổ chính là huynh đệ. Đúng không? Bởi vì thìn là huynh đệ, tuất cũng là huynh đệ, đều là thổ. Do đó chúng ta sẽ hiểu rằng sửu ở đây cũng là thổ, nó cũng chính là một huynh đệ. Mà gì? Tí mà nhị hợp với sửu tức là nhị hợp với huynh đệ. Có nghĩa là gì? Cho bạn bè vay tiền. Mà huynh đệ là ai? Huynh đệ tức là bạn bè, là những người chơi cùng mình, hoặc là những người đồng nghiệp với mình, hoặc là anh em trong nhà. Nhưng mà ở đây không phải là cho anh em trong nhà mượn tiền, bởi vì anh em trong nhà là nội quẻ, còn ở đây là tháng là nằm ở ngoài quẻ. Do đó mình đoán là cho bạn bè ngoài vay tiền, mượn tiền. Rồi cái này người ta cũng phản hồi chính xác luôn nha các bạn. Tiếp theo là cái hào, có cái hào ba này, hào ba tử tôn này, đúng không? Hào ba tử tôn là vượng, đúng không? Có phải là lâm nhật kiến là vượng, rồi lâm tháng tháng sửu được tháng sinh cũng là vượng. Như vậy hào ba vượng mà lâm tử tôn thì mình đoán là cái này là nhà, này là nhà gần chợ, cái này là một cái mèo nhé các bạn. Đó, lâm hào ba, đúng không? Vượng mà lâm tử tôn nữa, lâm huynh đệ, xin lỗi, lâm tử tôn nữa, đúng không? Thì đoán là nhà gần chợ thì cũng chính xác luôn. Cái nhà này là gần một cái chợ, một trong những cái chợ nổi tiếng của cái thành phố đó, cách khoảng tầm khoảng 1 cây số thôi. Rồi tiếp tục, hào năm vượng là trung tâm thành phố. Ở đây hào năm vượng, đúng không? Hào năm gặp đất này là đất hợp, rồi được ngày sinh là vượng. Mà hào năm là gì? Hào năm là trung tâm thành phố. Thì chúng ta biết rồi, hào năm là gì? Hào năm là vua đó. Hào vua tức là gì? Đối với những thành phố này là thành phố lớn, hoặc là đối với một tỉnh thì nó sẽ ở trong cái thành phố của cái tỉnh đó, hoặc là ở trong thành phố thì nó sẽ ở cái trung tâm của thành phố, ví dụ thế. Thì hào vua là hào quan trọng nhất mà, cho nên hào này vượng là biểu hiện đó. Rồi thì chính xác là người này là ở trong tại trung tâm của một thành phố lớn của Việt Nam mình nha các bạn. Rồi tiếp theo, trước nhà có cây, nhưng mà cây sẽ bị chặt tỉa. Nó đơn giản thôi, thế lâm dân quán quỷ. Đây rồi, cho nên là trước nhà có cây, đúng không ạ? Rồi, và tại vì sao mình nói rằng là gì? Cây đã bị tỉa. Cây bị tỉa bởi vì sao? Dân ở đây lâm không vong, đúng không? Rồi, lâm không vong mà là gì? Không vong tức là gì? Là không có, không còn, không tồn tại. Lâm hào dương là chuyện đã xảy ra, đúng không? Cho nên là gì? Là cái cây này lúc được có, nhưng mà bây giờ có bị cắt tỉa. Tại vì sao cắt tỉa nữa? Là bởi vì có thân này nó xuống này. Thân là gì? Thân có phải là kiếm không? Đúng không? Kiếm nó xuống xuống dân, hay là kiếm nó khắc xuống dân, thì tức là cây bị tỉa. Mà cái hào không vong này nó biểu hiện chính xác là bị tỉa cây. Rồi cái hào dân này có phải nằm ở trên cao không ạ? Từ hào 1 đến hào 6 thì hào dân nằm trên cao, có nghĩa là mình sẽ đoán rằng là
có cây, nhưng mà cây này bị tỉa, nhưng mà tỉa là tỉa phần ngọn, phần cành, phần lá, chứ không phải là cắt ngay gốc, bởi vì nằm ở dưới này mới là cắt gốc, đúng không? Nằm ở hào 1, hào 2 mới là cắt gốc, đúng không? Thường thậm chí là hào 1 thì coi chừng là gì, nó đào luôn cái hố nó bừng lên, đúng không? Ví dụ thế hào 2 thì có thể là cắt ngang, nhưng mà đây là năm hào 6 thì mình sẽ đoán là gì, tỉa cành, tỉa lá bớt thôi, hoặc là cắt ngọn thôi, chứ không phải là cắt gốc. Đó, rồi vậy thời điểm nào là cắt gốc thì ở đây mọi người có thể thấy là dân là lâm không vong á, dân lâm không vong như vậy là cái thời điểm xuất không tính là thời điểm sẽ là gì, à sẽ là bị cắt, bị tỉa, do đó dân tức là tháng dân, mà tháng dân ở đây mình đang hỏi khỏe là tháng sửu là cuối năm, như vậy tháng dân là đầu năm. Rồi như vậy mình sẽ hỏi là mình sẽ phán là gì, đầu năm là có cái cây ở trước nhà là bị cắt tỉa, à như vậy là người đó nói chính xác nhé. Rồi người đó nói chính xác luôn, chính xác là trước nhà người đó có một cây mà gọi là cây hoàng yến đó các bạn, cây hoàng yến, một số nơi thì gọi cây hoàng yến này cái tên khác gọi là muồng bò cạp. Nếu các bạn biết thì sẽ có cái cây mà cái lá nó cái hoa nó vàng vàng, nó để thanh trung tâm khoảng mùa hè nó nở rất là nhiều, khi nó nở thì gần như lá nó cũng sẽ rụng hết, nó nở rất là nhiều, nó nở vàng chẻ một cây. Thì những cái hoàng yến này mình thấy ở Sài Gòn cũng có khá khá, rồi ở hình như ở Đà Lạt đúng không, ở Đà Lạt cũng có nhiều. Thì người này là chính xác là phản hồi là trước nhà là có cây hoàng yến. Thì cây hoàng yến này nó có cái đặc điểm đó là gì, đến cái mùa thì hoa nó nở rất là nhiều, nó nở đẹp nhưng mà nó nhiều và lá nó rụng hết, và đến cái lúc mà hoa nó rụng thì rất là dơ, rất là bẩn, bởi vì cây hoa này nó nằm ở trên đường đi vào nhà, và vì nó bẩn quá cho nên là gì, người này mới nhờ là gì đó, phải nhờ bên chỗ cây xanh đô thị á, người ta chặt tỉa một cành. Như vậy là mình tạm thời kết thúc cái phần 1 của cái quẻ này tại đây. Như đầu video mình đã nói rằng cái quẻ này nó khá là nhiều thông tin, do đó mình sẽ tách làm hai video. Thì xin mời các bạn tiếp tục đón xem cái video tiếp theo của mình. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.